con nè, nhờ cộng đồng mạng tìm con nè, con quay về đi bà ngoại với ông ngoại tha cho con hết, có lỗi làm gì thì gia đình cũng lo cho con hết, con đi về đi bà ngoại, con bắt khóc nhiều lắm, bà đi làm mà vừa khóc để lo kiếm tiền cho con đó. Vì năm lên đây nhà mà nhờ cộng đồng mạng để tìm kiếm con đó, muội con quay về với ông bà ngoại con đi. Dạ rồi, em xin phép chào chị. Chú chào bé. Dạ. Chị có thể giới thiệu là chị tên là gì? Tên là Lê Thị Kim Huê. Chị là quê ở đâu? Ở Ung Môn, Cần Thơ. Cần Thơ. À. Dạ, hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương giúp đỡ gì đây chị? Có con cháu nó đang ở với bà ngoại, ông ngoại nó, rồi nó đi bị mất từ nay cũng bữa 21 tây tháng 4. Nay là rồi không thấy nó, tìm không được mà cũng báo công an rồi, mà giờ cũng thấy cháu lên đến đây nhờ hiệp sĩ Hải với mấy anh em đó, giúp đỡ lên cộng đồng mạng giúp đỡ tìm giùm cháu. Là chị là như thế nào với bé này? Mẹ của bé với chị là cô cậu ruột, ba của chị là anh của bà ngoại của bé, là con cô con cậu đúng không? Dạ đúng rồi. Cho em hỏi là ba mẹ của bé này đâu? Ba nó thì không biết, nhưng mà mẹ nó thì hồi trước thì có chồng rồi, không biết con không biết ba nó đâu hết trơn, kiểu như mẹ nó cũng không có nói chuyện, cũng kiểu như là nó cũng lập bập kiểu như không được sáng mấy. Vậy là mẹ bây giờ đang ở phương trời nào ạ? Cũng không biết luôn. Trời đất ơi, vậy bé hiện tại là bé nhiêu tuổi rồi chị? Bé này nó sinh năm 2010. 14 tuổi. Dạ. Bỏ nhà đi ngày 21. Dạ. Bé là trước khi bỏ đi là bé sinh sống và ở đâu? Ở Long Hưng, Thái Long, Cần Thơ. Là ở đó với ai? Ở với ông bà ngoại. Là hai ông bà cùng với bé. Dạ. Còn ba mẹ là bây giờ là bé không biết ba là ai? Không biết. Chắc biết mẹ đúng không? Biết mẹ, mẹ thì biết nhưng mà ba nó không biết. Mẹ thì bao lâu mới về một lần đây chị? Cũng có thỉnh thoảng đôi ba năm có, rồi một năm hai năm gì đó rồi có về thăm nó. Trời ơi, vậy là bé lần này bỏ đi là bé có đem theo thứ gì đi không không chị? Bà ngoại ông ngoại đi làm rồi về thấy cháu nó không có nhà, rồi nhìn lên rồi thấy camera, có camera quay trước cửa thì thấy nó có quẩy cái ba lô, mà có một đứa con trai vô dắt nó đi vô, mà khi vô nhà thì không thấy, mà khi ra thì thấy bé nó đi với một người đó thì thôi chứ không biết. Chị có sống gần đấy không ạ? Không, mình thì ở trên đây, ở An Phú Đông, quận 12 này, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Lý do gì mà hôm nay ông bà ngoại không về đây nhờ anh em mà lại nhờ chị về đây? Tại vì ông bà ngoại cũng mấy nay cũng đi tìm cháu nhưng mà xa quá, rồi ông bà ngoại nói gì ở gần đây thì gì đi ra nhờ giùm, được thì không được thì ông bà ngoại ra tới. Nhưng mà chị ra đây thì cũng có nhờ anh em bác Hải giúp đỡ giùm gì thì nên ông bà ngoại cũng không cần đi cũng được. Dạ. Bây giờ chị, nhưng mà chị không thể nắm hết được cái thông tin đúng không ạ? Dạ. Bây giờ chị có thể kết nối cho em gặp ông ngoại hoặc bà ngoại được không? Dạ, được. Chị gọi điện giùm em. Đây, dạ, đây là bà ngoại đang đi làm hồ. Đâu đâu, cho em xin phép mượn cái máy. Đó, con đang ghi hình đó, con nhờ đi bên... Dạ rồi, con chào cô. Dạ. Dạ vâng, cô, con bên đội hiệp sĩ người Thanh Hải. Thì hôm nay có chị, tức là bà con của bên cô á, về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đi tìm cháu ngoại của cô. Dạ. Cô cho con hỏi là cháu ngoại là ở với cô lâu chưa? Dạ. Cô có thể giới thiệu là cô tên là gì? Cô Cúc ha. Lần này cháu ngoại mình, dạ, bỏ đi thì cô có biết nguyên nhân và lý do tại sao cháu ngoại bỏ đi không? Alo, mẹ yếu rồi. Mình không có gọi số được hả chị? À được rồi nè. Cô có biết vì sao cháu ngoại mình bỏ đi không? Rồi mẹ của bé đâu? Ba của bé đâu? Ba mẹ của bé đâu cô? Trời đất ơi, vậy là đi lấy chồng Trung Quốc lâu chưa cô? Dạ cũng lâu rồi.
Vậy là một tay bà ngoại nuôi. Cô đang đi làm hả cô? Trời ơi, cô đi làm hồ á hả? Khổ ghê. Vậy là ông bà ngoại nuôi từ lúc đỏ hỏn tới giờ. Cái ngày 21 đó, trước ngày 21 đó, ông bà có la dầy gì bé không cô? Bé có thường xuyên lên, bé có thường xuyên chơi điện thoại trên mạng xã hội không cô? Dạ. Bây giờ cô đang sợ nhất cháu mình sẽ gặp điều gì đây? Cô đang sợ nhất là cháu mình sẽ gặp điều gì bên ngoài đây? Cô có điều gì cô muốn, cô có điều gì cô muốn nhắn gửi tới cháu ngoại của cô không? Cô nói đi. Cô nhớ cháu ngoại nhiều không? Dạ rồi cô bình tĩnh nha. Dạ. Rồi bây giờ cô cứ tiếp tục công việc làm đi nha, để con bắt đầu chuyện trò cùng với lại chị. Dạ rồi, xin phép chào cô. Dạ. Thật sự tới giờ phút này thì cái câu chuyện của gia đình nhà mình tương tự với những câu chuyện khác. Nhưng đặc biệt rằng cháu của mình trong cái hoàn cảnh này thật sự rất là đáng thương. Bởi vì tới giờ phút này mà cả ông bà ngoại đều không biết cha của bé là ai. Và đặc biệt có mẹ, nhưng mà mẹ lại lấy chồng Trung Quốc, đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà ngày đó sao mà mẹ của bé này lại đi lấy chồng Trung Quốc đây? Thì cũng lâu rồi cũng không hiểu, với lại hồi xưa hồi lúc trước thì gia đình ở dưới quê thì chú cũng biết hoàn cảnh cũng khó khăn, thì cũng như muốn đi lấy chồng để có tiền để giúp đỡ cho cha mẹ vậy đó, nhưng mà nhiều khi Tức đi là có bé này trước rồi mới đi lấy chồng hay là như thế không nào ạ? thì đi lấy cái chồng mới có bé này. Lấy chồng bên Trung Quốc. À, Ôi trời đất ơi. thì đó là cha là Trung Quốc đó, mà không biết gốc gác ở đâu, cũng không biết cha nó là ai, Vậy thì là cũng như là đi bơ bển rồi khó khăn quá rồi mới ẵm con đi về. làm bé này đi về, À, ẵm sau đó con rồi lại về là đưa cho bà ngoại ông ngoại nuôi, tiếp tục quay lại Trung Quốc. rồi tiếp đi làm, cũng đi làm ở đây, thời gian đi làm ở đây thì cũng sinh sống không không biết sao, rồi nói chung là đi làm cũng chắc cũng nghe lời bạn bè gì rồi đi tiếp hay sao á. Nhưng mà trước kia là mẹ của bé này này, sao mà đi được Trung Quốc hay à? Làm mai hay là như thế nào chị? Kiểu như cũng không có gành nữa, thì nói chung là nó đi là đường nó đi cũng không có biết nữa, bà ông bà ngoại cũng không có gành gì, mẹ nó cứ đi làm lên Bình Dương rồi làm nè, rồi xong rồi cũng nghe lời bạn bè gì rồi dắt đi vậy thôi. Tức là mẹ của bé này cũng đi làm tứ xứ đúng không ạ? Dạ Vì đúng rồi, cuộc sống mưu sinh. dạ đúng rồi, nó cũng Và làm ở Sài Gòn thời gian, rồi cũng có làm ở Bình Dương thời gian, nói chung cũng đi làm tùm lum hết á. thật sự đây là một câu chuyện rất đau lòng, bản thân bé này phải chịu rất nhiều tổn thương đấy. Dạ Bé này gọi gọi chị là dì hay là cô? gì Dì gì ha. Năm. Dì Năm. Dạ Theo như dì Năm là cảm nhận về bé như thế nào? thì nói chung nó còn nhỏ nó cũng ngoan lắm, nhưng mà sợ cái lúc mà nó lớn này nó đi học rồi nó chơi điện thoại đồ đó thì sợ người ta dụ dỗ, bây giờ chỉ cần mong tìm để nó, để sợ người ta gạt người ta bán nó thôi. 21 mà hiện tại hôm nay là 29, dạ ngày mai là 30, là bắt dạ đầu là bà con cô bác là được nghỉ lễ rồi. dạ Mà hiện tại bây giờ chưa biết cháu mình ở bên ngoài như thế nào, làm dạ gì, ở đâu. Bé đặc biệt là ngoại hình rất là xinh xắn, dễ thương đúng không ạ? dạ Thường thường chị là có hay gặp bé đâu không? có cũng thường về quê đám tiệc đồ cũng đi về hoài, gặp cháu nó cũng đi về, nó cũng lo cho gì ăn uống đồ nước nôi đồ nó cũng lo lắm, nó cũng ngoan lắm. Nhà mình là đông bà con không chị? Thì bà con cũng đông. Bà con là chắc là yêu thương bé, bù đắp cho bé tình cảm rất dạ nhiều đúng không ạ? dạ Tại vì bé rất là thiệt thòi. dạ Bé là mình có biết, là chị có biết là bé học hết lớp mấy nghỉ không? bé học cũng lớp 6, lớp 7 gì đó, Là ông bà ngoại, một ông tay bà ông bà ngoại ngoại nuôi. nuôi đó. Dạ Khổ sở. Vừa rồi thì em gọi cho cô thì thấy cô đang đi làm hồ đấy. dạ đúng rồi, bà ngoại đi làm hồ. Thật sự giữa cái nắng rất là oi bức, Dạ mà một người phụ nữ mà tới giờ phút này đang còn phải khênh những viên gạch, xách những xô hồ, điều đó rất là điều thấy rất là thương. Để mà nuôi cháu ngoại mà tới giờ phút này thì chưa biết cháu ngoại ở đâu, làm gì mà như thế nào, đúng dạ không ạ? Chị sợ nhất là cháu của mình sẽ gặp điều gì bên ngoài đây? sợ người ta lường gạt nó rồi đi bán.
hay là dụ dỗ kiểu như bán thận bán gan rồi, nói chung gia đình là chỉ sợ cháu nó không có được nguyên vẹn bản thân nó này kia nọ thôi, chứ giờ cháu mà nhờ cộng đồng mạng tìm mà cháu đi về, dù cháu có lỗi lầm gì thì ông bà cũng thương cũng lo hết, cũng tha thứ cho cháu hết, mà chỉ sợ người ta gạt bán thôi. Chị có sợ rằng chính vì cái ngoại hình của bé nhà mình rất dễ thương Dạ thì đó. mà sợ những đối tượng xấu có thể ép buộc, lừa gạt, dụ dỗ làm những công việc nhạy cảm, đặc dạ biệt là những công việc dạ vi phạm pháp luật không? dạ đó thì sợ Rất vậy đó. sợ đúng không? Dạ Và cái sự việc này gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng công an dạ và bên cơ quan chức năng công an đã lên đường đi tìm rồi đúng không ạ? dạ Chị hãy nói một điều gì đó với cháu của mình đi, hy vọng cháu của mình xem được video này giờ để sớm quay trở dì về. Năm cũng thay mặt ngoại con đi nhờ bác hiệp sĩ Hải rồi với mấy anh mấy chú rồi giúp đỡ để tìm kiếm con nè, nhờ cộng đồng mạng tìm con nè, con quay về đi bà ngoại với ông ngoại tha cho con hết, có lỗi lầm gì thì gia đình cũng lo cho con hết, con đi về đi bà ngoại, con bác khóc nhiều lắm, bác đi làm mà vừa khóc để lo kiếm tiền cho con đó. Dì Năm lên đây mà nhờ cộng đồng mạng để tìm kiếm con đó, muội con quay về với ông bà ngoại con đi. Rồi, em xin phép được chuyện trò với lại con gái của chị. Dạ Chú chào bé. Bé có thể giới thiệu bé tên là gì? dạ con tên là Nguyễn Thị Kim Hoa. Hoa năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 18. Qua cái sự việc của... Đây là mình gọi bằng bằng em hả? Dạ bằng em. Qua cái sự việc của em, độ tuổi chênh lệch cũng khoảng 4-5 tuổi ha. Thì em nhìn nhận về sao vấn đề giới trẻ hiện nay? Em thấy cái việc sử dụng mạng xã hội nhiều quá làm cho tụi nhỏ dễ bị ảnh hưởng, dễ bị dụ dỗ hơn. Hiện tại bây giờ là Hoa là đang 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 học như thế nào? Dạ em đang chuẩn bị ôn thi đại học. Trước giờ mình có bỏ nhà đi lần nào không? À dạ chưa. Không ha. Luôn luôn là một người con ngoan của gia đình cũng như một người trò giỏi của trường đúng không ạ? Thật sự mà nói thì cái lứa tuổi này, bởi vì từ đầu năm 2024 cho tới hiện tại, bản thân em là người ghi nhận rất nhiều các trường hợp các bé bỏ nhà đi rất nhiều, và đặc biệt cái nguyên nhân chính là chơi điện thoại, Dạ chơi các đúng trang mạng xã hội. rồi. Nhiều gia đình, nhiều bậc phụ huynh về đây than phiền rằng là con không hề có bạn bên ngoài, nhưng mà không biết sao lại bỏ đi. Đúng rồi. Nhưng mà tất cả các bậc phụ huynh thì không hề biết rằng khi mà bé đâu nhất thiết phải bạn bên ngoài đâu, bạn bè trên Dạ. mạng xã hội quen rồi bị cám dỗ rủ dỗ đi, bởi vì các bé chưa từng va vấp ở bên ngoài, chưa từng biết bên ngoài nó có rất nhiều cạm bẫy. Dạ. Cũng như là kiểu ở quê ở nhà lâu ngày lâu năm ấy, Dạ. rồi lên mạng rồi thấy cứ tưởng bên ngoài là màu hồng, Dạ. nhưng mà khi đi rồi thì rất nhiều cái kết thật sự rất đau lòng, và cái trường hợp nhà mình cũng như vậy. Mà bé này nó cũng không đi chơi đó, tại vì nó Dạ ở nhà không đó, mà cũng có thì sử dụng điện thoại thôi đó. dạ bé bây giờ như không cần nhất thiết nó phải đi chơi chị ạ, Dạ. bởi vì bây giờ nó chỉ cần một cái điện thoại thôi, nó lên trang Dạ. mạng xã hội là nó có thể kết bạn khắp nơi, Dạ. không riêng gì trong nước mà thậm chí kết bạn được với nước ngoài luôn. Dạ. Đó là cái điều rất bình thường, và tuổi đời của bé thì đang chập chững, cái tuổi này thật sự rất hiếu động, Dạ. dễ hấp thụ những cái bên ngoài lắm, Dạ. nên mà đôi khi vài lời ngon ngọt thì bé sẵn sàng là bé bỏ nhà đi, Dạ. nhưng bé không biết được rằng là bên ngoài rất nhiều cạm bẫy có Dạ. thể gây ra những cái hậu quả không tốt với bé, rất khổ. Là bé Hoa con nói một cái điều gì đó với em gái này đi. Chị không có thân với muội nhưng mà chị thấy bà với lại ông khóc buồn quá trời, nên là nếu mà có gì thì vẫn nói chuyện với nhau bình thường thôi, nhưng mà không nhất thiết phải bỏ nhà đi như vậy, nên là chị mong muội về với ông bà ngoại. Hy vọng rằng là con gái đang ở đâu đó, ở phương trời nào đó, hôm nay thấy gì của con cùng với chị của con lặn lội một quãng đường rất xa về đây nhờ các chú đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương đi tìm con. Và đặc biệt rằng ông bà ngoại nước mắt đang chan cơm ở dưới quê, chạy đôn chạy đáo đi tìm khắp nơi. Thì bản thân con phải cảm nhận được cái tình yêu của gia đình rất là lớn lao, rất là quan tâm cũng như là yêu thương con rất nhiều. Nên mà con gái đang ở đâu đó hãy sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình, bởi vì bản thân con còn nhỏ xíu à. 14 tuổi thì con biết gì đâu, ăn chưa no lo chưa tới, con biết gì về bên ngoài đâu. Nên mà con đang đâu đó hãy sớm quay trở về. Nếu tới giờ phút này mà con đi theo bạn, theo bè, hoặc là con bị người ta cám dỗ, khống chế không cho con về, con hãy thật bình tĩnh, con tìm đủ mọi cách để con gọi về đường dây nóng của các chú, các bác công an là 113. Sau đó con có thể gọi về số của các chú đội hiệp sĩ của Thanh Hải Bình Dương 0913785858. Các chú sẽ có cách có hướng để đưa con về một cách an toàn nhất, nha con gái. Còn nếu mà con buồn phiền chuyện gia đình hoặc là con buồn phiền gì đó mà con bỏ đi thì chú mong muốn thật lòng là con hãy sớm quay trở về, bởi vì bên ngoài không hề đơn giản như con tưởng tượng.
Bởi vì chú biết rằng là con rất là thiệt thòi, con không như những đứa trẻ khác. Con sống con thiếu thốn đi tình thương của cha cũng như là của mẹ. Nhưng con rất may mắn rằng được ông bà ngoại cùng các dì cùng người thân là rất là yêu thương. Chú hiểu đấy, chú hiểu bản thân con sống và lớn lên thì con chú cảm nhận được đấy. Nhưng mà mong con gái đang ở đâu đó hãy sớm quay trở về. Còn những đối tượng nào, cô chú nào, anh chị nào đang chứa chấp bé hoặc dụ dỗ bé hãy nhanh chóng thả cũng như là đưa bé sớm quay trở về. Nếu không sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bởi vì bé năm nay mới 14 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên đang được gia đình cũng như là xã hội bảo vệ. Nên mà không muốn dính líu tới pháp luật thì hãy nhanh chóng thả cũng như là đưa bé quay trở về. Còn vẫn cố tình ngoan cố mà gây ra một cái hậu quả nặng nề với bé thì chắc chắn cái khung hình phạt sẽ rất là lớn. Bây giờ gia đình nhà mình cho cơ hội là mấy ngày? Cơ hội mấy ngày ạ? 2-3 ngày. 2 ngày thôi, 3 ngày hơi nhiều. Trong ngày hôm nay và ngày mai. Dạ. Nếu không đưa bé về. Dạ. Thì những cái đối tượng cô chú anh chị nào đang chứa chấp bé, khi anh em tìm được, gia đình nhà mình bàn giao cho cơ quan chức năng có thẩm quyền. Dạ. Nhá. Dạ. Không tha nhá. Dạ. Cứ đừng để anh em mà tìm được cái rồi mình lại yếu lòng quá mình tha là không được. Dạ. Bây giờ mình đã cho cơ hội rồi. Dạ. Những ai đó nếu mà tới giờ phút này mà biết sai sửa, biết quay đầu là bờ. Yeah. Thì mình hoan hỉ, mình tha cho người ta. Yeah. 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 Còn nếu mà cố tình ngoan cố mà không thả bé về hoặc dù dỗ bé, anh em tìm được là bàn giao ngay lập tức cho công an. Yeah. Đặc biệt nếu mà gây một cái hậu quả nặng nề với bé là cái khung hình phạt sẽ rất là lớn. Yeah. Chuyến này là bóc rất nhiều cuốn lịch đấy, không phải đơn giản đâu. Yeah. Dạ thưa cô chú anh chị, thì hôm nay là ngày 29, ngày mai là ngày 30, thì đó là cả một mấy ngày nghỉ lễ. Anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải vẫn tiếp tục ghi nhận cũng như là giúp đỡ bà con cô bác để mà tìm người thân. Thì cái câu chuyện, cái hoàn cảnh của gia đình của chị đây thì thật sự rất thương bé. Thì rất mong được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa. Hy vọng một ngày gần nhất anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được bé để giúp bé sớm quay trở về đoàn tụ với ông bà ngoại cũng như là gia đình một cách an toàn nhất. Nếu cô chú anh chị có thấy bé gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đưa bé quay trở về một cách bình an nhất. Dạ rồi, cái sự việc của chị cũng như con gái của chị thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, giúp đỡ gia đình nhà mình là hoàn toàn miễn phí. Thì hôm nay chị cùng với con gái về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm cháu. Chị cùng như con gái của chị có đồng ý cho tất cả các anh em chia sẻ đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm cháu mình không? Dạ đồng ý. Bé đồng ý không ạ? Dạ. Dạ rồi, cuối video em không biết nói gì hơn thì chúc cho gia đình nhà mình thật nhiều sức khỏe và có một kỳ nghỉ lễ thật là hạnh phúc. Yeah. Và cái điều đặc biệt là cháu của chị sớm quay trở về một ngày gần nhất. Yeah. Nhá. Xin phép chào hai mẹ con. Yeah. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Chúc cho tất cả cô chú anh chị có những ngày nghỉ lễ thật là hạnh phúc, ấm áp, yêu thương bên gia đình. Và luôn luôn mong tất cả cô chú anh chị hãy cùng chung tay góp sức với anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để giúp đời giúp người, đặc biệt là giúp chương trình tìm kiếm người thân ngày một thành công tốt đẹp hơn. Em xin phép xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, cảm ơn.